Bão Sao La đã suy yếu sau khi tràn vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc ngày hôm qua. Trước tình hình này, thì giới chức Trung Quốc đã hạ cảnh báo, thay vì cảnh báo ban đầu rằng đây có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào nước này trong vòng 70 năm qua. Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã cho phép dịch vụ đường sắt hoạt động trở lại. Bão Sao La khi đổ bộ kèm theo gió mạnh và mưa lớn đã làm một người thiệt mạng ở Thâm Quyến. Ngoài ra, một số tuyến đường sắt bị hư hỏng và ngập lụt ở một số khu vực. Hiện sân bay Hồng Kông đã dần nối lại các chuyến bay sau khi hủy gần 500 chuyến một ngày trước đó.